Chào các em, đây là cái video cô làm code cái bài 5 sách giáo khoa tin 11 trang 51 bằng ngôn ngữ Python. Bài này thì bằng ngôn ngữ C cộng cộng cô cũng có làm rồi. Như vậy đề bài của bài đó nó cũng chia làm hai ý A và B. Ý A là tìm tổng sigma của các số n trên n cộng 1 với n chạy từ 1 đến 50. Và câu B là tìm ra em của n. Nó sẽ bằng 1 cộng 1 trên 1 dây thừa cộng 1 trên 2 dây thừa và cộng đến 1 đến n dây thừa và cộng tiếp. Và nó sẽ dừng khi mà 1 trên n dây thừa sẽ nhỏ hơn 2 nhân 10 mũ trừ 6. 2 nhân 10 mũ trừ 6. Ok, vậy như vậy thì ta sẽ đi code cái bài này bằng Python. Đầu tiên là các em sẽ mở một file mới với bài câu 5A. Câu 5A trang 51 tin 11. Với câu 5A ấy, thì cái mình cần phải nhập là n và mình đi tìm y. Như vậy n nó là một số nguyên. Sau khi đi nhập n rồi, mình sẽ dùng một cái vòng for, một cái biến y chạy từ 1 đến 50. 50 thì mình sẽ là chạy đến 51. Sau đó như vậy ban đầu mình sẽ có một cái biến s 0.0. Tức là nó là một kiểu số thực. Như vậy S nó sẽ bằng S cộng với Y chia cho, mở ngoặc ra, Y cộng 1, dạng N trên N cộng 1 mà. Rồi, sau khi xong rồi á thì ta sẽ in được kết quả. Rồi bây giờ ta thử chạy xem kết quả như thế nào. Ta sẽ lưu lại cái bài này với cái tên là bài 5A trang 51 tin 11 chấm pi. Rồi, như vậy ví dụ như cô nhập n bằng 1. N bằng 1. Kết quả nó bằng là bài này là không cần phải nhập n. Bản chất bài này không phải nhập n mà n nó chạy từ 1 đến 50. Ra bài này không phải nhập n. Nhập cái này thì quá là thừa. Cái này chính là n đây. N chạy từ 1 đến 50 bằng n chia n cộng 1. Rồi, chỉ cần thế thôi. Này, kết quả ra đây luôn. Và bài này nếu mình muốn lấy sau dấu phẩy gì, mấy chữ số, thì các em sẽ dùng hàm rao đây. Rao của lấy sau dấu phẩy 4 chữ số chẳng hạn. Kết quả đã xong nha các em nhé. Đây là câu A. Chỉ có thế này thôi. Như cái thế này. Bây giờ ta làm thế sang câu 5B. 5B thì cái bài này cũng không phải nhập cái gì cả. Phải cho một cái biến n thôi.
Như vậy ta sẽ có một cái biến là dây thừa. Ban đầu là bằng 1. Trên đây ta sẽ ghi một cái đề luôn. Bài 5B trang 51 tin 11. Biến dây thừa để đi tìm mẫu các em. Bằng 1. Như vậy e của nó gọi là tổng đi. Nó sẽ ban đầu nó sẽ bằng 1. Sau đó là có một cái biến n ban đầu cũng gắn bằng 1. Y. Trong khi một chia cho dây thừa đang còn lớn hơn hoặc bằng hai nhân 10 mũ trừ 6 tức là bằng 0.12345. Thì các em sẽ thực hiện các lệnh sau. Đầu tiên là em sẽ tìm dây thừa nhân với n, dây thừa của n. Sau đó là tổng sẽ bằng tổng cộng với 1 chia cho dây thừa. Và sau đó n sẽ tăng lên n cộng với 1. Làm xong hết điều đó thì các em sẽ print ra. E của n. Vâng. Rồi, bây giờ ta thử chạy xem kết quả n bằng mấy. Các em này. N đến 11 là đạt thỏa mãn điều kiện và e của 11 nó sẽ bằng 2,7 mấy. Và cái này chính là cái e mà ở trong máy tính của các em hay dùng mà Loganabe đấy các em. Đó, cái e này này chính là cái e trong máy tính ấy. Và mình tính được nó ra bằng đây. Và câu lệnh của cái câu đó nó là như này. Như vậy bài B lệnh của nó chỉ có như thế này. Còn cái bài 5A thì câu lệnh nó chỉ như thế này. Đó, đây là 5B. Như vậy là bài toán đã giải quyết được các em nhé.